Bán mấy ngày Tết không hả thầy? Bán chỉ bán mấy ngày Tết không gì đúng không? Bán mấy ngày Tết không à. Mới về nè.
Thằng này nó biết chơi, nó bỏ ngoài rừng nhưng mà nó biết chơi, nó sửa. Cái chậu này nhiêu cái vậy chú? 20 này lai cẩm thạch hả? Cây này 20 nhìn cô rẻ rồi ta, đúng không? Cây này là cái thân hình nó là con bạc vậy. Rẻ, cây khỏe. Khỏe mà nhìn dáng rồi cũng đẹp đó chứ. 20 là rẻ. Thấy nó thân dạng là đẹp. Dạ, cái cây này hiếm chứ đâu á, đâu đúng rồi, tiền đâu có giá trị. Mai mốt ông lại còn nhắc cái rồi cây tặng cho chiếc này đẹp quá thì được chứ không thể nó hợp với 20 cây còn hết. Cái việc chăm sóc nó cũng không dễ đâu, chăm sóc nó rất dễ. Giấy nó rất dễ chứ mà mai hả? Mai nhiều khi nó chết. Là bông khó. Chứ giờ mình tặng cây mai vậy nó không có đâu được vậy.